Xin chào quý vị và các bạn nhé. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một buổi tối, một đêm mưa do ảnh hưởng của cơn bão. Các bạn có nghe thấy tiếng mưa nó tí tách không ạ? Thì hôm nay em lên giới thiệu với quý vị và các bạn một model, cũng nếu mà để nói thì cũng rất là ít, rất là hiếm luôn ở trong dòng Sony, cũng ít người có cái model này. Nó là Sony VK350S nhé. Một model này phải nói về cái tổng quan, ngoại hình thì cực kỳ sang trọng và đẹp mắt. Bố trí hài hòa hai cửa băng, hai loa to và cái phần mạ chrome trên loa rất là sang trọng nhé. Bạn nhìn này, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn nhé. Một cây Sony 350S hoàn thiện, hoàn hảo luôn. Mà gia chủ trước khá là giữ gìn cái chiếc đài này. Phải nói là một cái vật là chắc là cũng khá là quan trọng trong gia đình. Các bác này chắc là cũng phải chùm khăn, chùm riếc gì để giữ gìn. Rất là đẹp. Mà khi mua được thì em cũng thấy rất là bỡ ngỡ luôn, vì cái vẻ đẹp của cái cây này. Cây này nó sở hữu một cái màu xanh đen nhá. Đen không phải mà nó hơi xanh xanh cửu long một xíu nhá. Nhìn nó rất có cái gì đấy rất là sang trọng và lịch lãm. Cái cây này các bác để phòng khách thì trên nóc tủ thì rất là đẹp luôn. Cái bác nào mà đang tìm cái dòng đài nhìn sang trọng lịch lãm mà một model khá là ít trong cái dòng Sony thì liên hệ với em nhá. Cây này em đang bán với giá 1.800.000 nhá. Chạy tốt hai cửa băng luôn. Zin hết, cam kết nguyên zin luôn cả loa nhá, tiếng rất hay luôn. Mọi khi thì em hay test cái băng nhạc vàng, nhạc cổ, nhưng mà do lần này nó bị đánh bản quyền nhiều quá nên em xin phép hôm nay em được test cái băng của Cẩm Ly nhá. Ca sĩ Việt Nam này, khỏi bản quyền. Trường phường Mỹ rất là hay. Hai đầu từ còn tương đối mới, cơ rất là chắc chắn. Ba chức năng equalizer đều rất là tốt nhá. Hai phần lỗ của cửa băng này còn rất là mới nhá, trong veo. Cái đài này nhìn nó rất là có cái gì đấy, điều gì nhìn rất là hay nhá và rất là sang trọng. Sau đây em trên test qua phần FM radio nhá. Kéo cái anten lên nhá. Ở khu nhà em thì cái phần FM nó bắt nó không được tốt như cái AM. AM thì bắt tốt hơn. Cái em dò qua nha cho các bác nghe. Bắt rất tốt luôn FM đấy ạ. FM nha. FM, còn dưới là AM và SW1, SW2. Tập
0001080 để được tư vấn kỹ về cái sản phẩm bạn đang có ý định mua để sử dụng cho mình và gia đình nhé. Vâng, rất là gọi một cái số rất là em nhá. Là cá ốt đồ ra. Ai em thì nét căng luôn. Với bà con người Mường, những loại cá không được ốt đồ là cá tù mù, cá ru, cá rèn, cá chuối. Các bạn và gia đình khỏe mạnh nhé. Trở lại với chương trình thưa bác sĩ Bạch Mai, tôi có biết là vì mọi người là tin tưởng dùng cái sản phẩm. Sorry em xin dừng video ở đây nhé. Thì bác nào đang tìm một cây đài sang trọng lịch lãm của hãng Sony thì hãy liên hệ với em ngay nhá. Em đang chào bán với giá 1.800.000 đồng, tặng một cuốn băng Sony, một cuốn đăng một nước loại đẹp nhá. Ship toàn quốc cho các bác luôn. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em luôn nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.